Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của mười lực Phật? Thế nào là tướng thật tế của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng? Để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện không có giới hạn của mười lực Phật, đó là tướng thật tế của mười lực Phật không có giới hạn của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đó là tướng thật tế của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng thật tế của pháp không quên mất, thế nào là tướng thật tế của tánh luôn luôn xả? để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của Pháp không quên mất, đó là tướng thật tế của Pháp không quên mất, không có giới hạn của tánh luôn luôn xả, đó gọi là tướng thật tế của tánh luôn luôn xả. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng thật tế của trí nhất thiết, thế nào là tướng thật tế của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện không có giới hạn của trí nhất thiết, đó là tướng thật tế của trí nhất thiết, không có giới hạn của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, đó là tướng thật tế của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng thật tế của tất cả pháp môn Đà La ni, thế nào là tướng thật tế của tất cả pháp môn Tam Ma địa, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của tất cả pháp môn Đà La ni, đó là tướng thật tế của tất cả pháp môn Đà La ni, không có giới hạn của tất cả pháp môn Tam Ma địa, đó là tướng thật tế của tất cả pháp môn Tam Ma địa. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của quả dự lưu? Thế nào là tướng thật tế của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của quả dự lưu, đó là tướng thật tế của quả dự lưu. Không có giới hạn của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, đó là tướng thật tế của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn